Mining token, mining token by Onecoin. Đa lần này cứ nhóm mình cái chọc tội mũi đa lần một bốn cứ nhóm mình chọc này cứ thì một bọn thì còn ta một tập cái split nắng nắng mà chỉ phải mũi nó cứ bị bọn nó phải mũi khá phải mũi nó cứ đó bị split lắm về cùng bộ bộ bao nhiêu một bọn bộ bàn tỷ bọn nhóm tình cái chọc tụi một bọn tại sao mới tổng mô là pi bọn tổng vì việc split mỗi phía rồi parameter split mỗi phía rồi lâu nữa nhóm chập đà mai nhìn về chập đà mai nhìn bốn dương chôn tay exchange mô dương chôn tổng exchange hai dương dục biệt thà mining này mining click luôn cái máu tốt mà đấm bay mà những cái dân ra vay chấm luôn thuộc khăn bỏ dân vào mà từng bị bọn cái chôn nó gần lại nè bỏ ốc mùi nè bỏ ốc cái là token available for mining token submit token submit dân miền vào mà cứ thuộc khăn bỏ dân cửa miền bì bọn tao bị split hay bì bọn như ngoài lệnh bì bọn chôn nó bì bọn rì đọc rồi bọn bì bọn tập mò dân click tập mò dân click submit về mà những dân thơ đầm bầy rồi cứ dân thơ đầm bầy đọc đồ về dù khoảnh dụng one coin mà còn này làm lại gì ở chấm nốt pi point này chúng ta chấm nốt token này lâu tao mau dùng click submit hãy tao mau vị trình message này ở màu they have been of a new product coin safe if you put your coin in the sale for the 2 years you will receive interest of 7.8.79 and for 54 and 84.86 0 what do you wish to do coin sale submit token nhiều đồng bài mining nên click lên phía máu tổng máu vì có chắc đầm mining ở dưới chắc là token bỏ dưới cứ trâu về system mà vẫn có những chắc đầm mining ở dưới ấy tổng bị dẫn đến bài khai mình dựng là miền cạn một máy nhẹ thu khăn vào nhóm cứ nào cái này nhẹ cái này thu khăn một tập về như submit mining gửi hai nè mình đã submit ok rồi ha việc bạn submit mining thì sắp về cứ về cho đâm mining giờ như bị bay khai coi bằng cả nó kẹt mò mò giờ lâu như chỗ là tập bỏ đào mình nữa. Lần chỗ khôn nó nói được lần này chúng nó thúc khăn bởi nhóm định nhóm bàn mạng cửa lâu khi ở hạt sơ rổ mình thấy dù tao mạng tao hai chị em bảy buôn sắp đá nó lên là kẻ mò lấy total one coin
trên chia chia cạn vào nhóm là mình sẽ lọc ảo hay lọc in sao đây. Cảm mà những cái dù chấm luôn bọc thuộc khăn bao giờ mà bị buồn lắm cứ ví dụ chạy hiểm một học sắp bầy nè rồi mó chạy tao dừng khơi chấm luôn Onecoin cái chấm luôn Onecoin bao giờ thử đuôi bao mà chạy mơ bị buồn thuộc khăn chạy coi học bầy bàn xám sẽ mùi khoanh bàn tích mình tên là sao chứ tên nhân chọc tôi nó tiện tôn nông ca mai nhanh cứ chọc tầm đằng bàn số mà còn chọc bộ video thôi các thua nữa cứ mặt bàn lo xong khăn tay phải tôi còn hay xong bốn chơi like share. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.